Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu, trong đó có 197 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 công chức, viên chức, người lao động ở 76 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Thái Hoài Nam, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Trung. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, có gần 14.000 lượt đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động được chăm lo với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, có đổi mới về nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Trong đó có 6 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Hàng năm, có từ 95% trở lên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, Công đoàn viên chức thành phố vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên người lao động là trung tâm cho mọi hoạt động của tổ chức công đoàn, không ngừng phát triển lợi ích đoàn viên, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vững tay nghề, góp phần tham gia xây dựng đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Phong trào công chức, viên chức, lao động và hội đồng công đoàn viên chức thành phố trong những năm qua được giữ vững và có bước phát triển tốt, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hội đồng công đoàn chung của thành phố. Tại đại hội hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thuộc công đoàn viên chức thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về cơ bản, tôi nhất trí với mục tiêu 11 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mà giải dự thảo báo cáo đã trình bày tại đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn viên chức thành phố khóa 7 với số lượng 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Dung tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố khóa 7.